Hello, chào tất cả các anh em đam mê bẫy chim ha. Thì hôm nay có anh em nào được nhiều anh em ơi. Mình thì nói chung ra tối nay cũng đủ tiền cà phê pháo thôi chứ nhiều thì không có nhiều nha anh em. Hôm trời cũng đẹp mà chim sao mà bên đây sao mà đi yếu xìu anh em ơi, mắt xéo không nghe đi luôn. Còn gà thì thua luôn, không thấy con nào gỡ lưới luôn mà không biết nó có đi hay không nữa. Không nghe gì chứ, ngu à. Hôm trời cũng êm anh em ơi, êm gió luôn nè, không có gió. Giờ mình chưa gom lưới nữa nè, mới hừng sáng à. Giờ quay video một tí rồi mình cuốn lưới về anh em ơi. Quýnh bãi này thì phải chịu cực cuốn lưới anh em ơi, để không thôi bọn ác nó cắt dây diện hết trơn. Bãi này khó lắm, gặp mà bãi nhà mình bỏ lưới nữa rồi chứ cuốn hoài cực quá trời anh em. Đây, quay thành quả cho anh em xem ha, được hai con quất nhưng còn chích với hai mắt xéo à. Với hồi hôm mình được hai con quất nữa với bốn mắt xéo nữa, là hôm qua mình chưa bán nha anh em. Thì có nhiêu mình quay nhiêu chứ mình không có giấu anh em ha. Thì bữa nay mới mình bán nè. Con chích nè, chích mồng là tổng cộng được 4 quất với con chích với 6 con mắt xéo 2 đêm đó. Tại hôm qua ít quá rồi mình không có bán anh em ơi. Hơi khó thấy nè. Đó, thì tối nay thì được hai quất nhưng còn chết. Hôm qua thì được hai quất với bốn mắt xéo, bữa nay được hai quất con chích với hai con mắt xéo nữa chứ. Đúng rồi, là tổng cộng là 6 con mắt xéo rồi bốn quất với con chích nha anh em. Cái này là hai đêm nha. Hồi hôm qua mình ra anh đem mình quay cho anh em xem nó được hai con đó, thì mình chưa bán mình đem theo luôn nè, tí mình bán luôn đó. Thì có nhiêu mình quay nhiêu nha chứ mình không có gom chim gom gì đâu. Thì giống như mình đem chim theo nè, hôm qua nè thì mình cũng quay lên mình cũng nói rõ cho anh em biết nha, chứ mình không phải là thổi đem được nhiêu đây. Tại vì mình đem theo luôn, không có túi đi đựng anh em ơi, cái túi kia mất tiêu rồi. Thường thường mình hai túi, giờ cái túi kia nó mục rách trơn, bỏ lâu quá chuột cũng cắn đứt hết trơn rồi. Thì nói chung ra cũng có tiền cà phê rồi, tiền ăn sáng đồ, chủ yếu ra đánh quay video cho anh em xem chơi thôi. Đây, lưới của mình nè, nó hơi quằn chút anh em ơi, tại gió quá trời. Hồi lúc đầu hôm thì nó hơi gió. Cái này là 150 mặt ha, 4 phân rưỡi, 4 viền 3 túi. Nói chung là đâm là không có sảy luôn anh em, thấy cũng êm á. Thì mới mà đâm sảy nó lại luôn, không biết tới cũ thì nó làm sao thôi chứ còn giờ đâm là mỏi phát luôn, không sảy con nào hết chứ thổi đem được mấy con mà gặp sảy nó lại luôn. Thôi giờ bắt đầu mình cuốn lưới anh em ơi. Thì có anh em nào được nhiều bình luận nói chuyện chơi nha. Rồi chào anh em ha.